Năm 2016 kinh tế Triều Tiên đã có tốc độ tăng trưởng tốt nhất trong vòng 17 năm qua. Đây được xem là một kết quả gây bất ngờ trong bối cảnh Triều Tiên phải đối mặt với lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến tham vọng theo đuổi các chương trình hạt nhân của nước này. Ngày 21 tháng 7, Ngân hàng Trung ương Triều Tiên cho biết, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong năm 2016 tăng sấp xỉ 4% so với năm trước đó. Đáng chú ý đây là kết quả tăng trưởng tốt nhất của kinh tế Triều Tiên sau 17 năm qua, nhất là trong bối cảnh phải liên tiếp đối diện với hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân. Lượng hỗ trợ mạnh nhất đối với trình kinh tế Triều Tiên trong năm qua thuộc về nhóm ngành sản xuất, khai khoáng và năng lượng. Những số liệu kinh tế cho thấy, việc đóng cửa khu vực hợp công nghiệp Kaesong, nằm gần biên giới Hàn Quốc không gây tác động đáng kể đối với nền kinh tế Triều Tiên. Ngoài ra, bất chấp lệnh cấm nhập khẩu than đá do Trung Quốc ban hành, kinh tế Triều Tiên cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, do đó kết quả tăng trưởng ấn tượng của Triều Tiên trong năm qua tiếp tục trở thành dấu hỏi lớn đối với nhiều chuyên gia. Trong năm qua, kinh tế Triều Tiên đối diện khó khăn lớn nhất trong ngành nông nghiệp do tác động của đợt hạn hán tồi tệ nhất hàng thập kỷ.